Giờ thì chúng ta sẽ Linh sẽ nói về việc mà cái lộ trình của chúng ta học về cái code của Rich People Business. Cái chương trình này của chúng ta sẽ tập trung vào việc đó là chúng ta marketing và bán hàng cho cái phân khúc khách hàng cao cấp. Thì cái đầu tiên thì Linh sẽ có một cái buổi định hướng cho chúng ta về cái hoạt động kinh doanh ở trên mạng xã hội Facebook, YouTube và TikTok. Thì chúng ta sẽ có tổng thời lượng đó là 120 phút, là khoảng 2 tiếng ấy, để chúng ta làm với nhau từ cái đối tượng khách hàng, từ cái sản phẩm mà chúng ta chọn, rồi từ cái phân khúc khách hàng, rồi cái cách mà chúng ta sẽ tiếp cận với thị trường, rồi cách mà chúng ta chuyển đổi. Thì chúng ta sẽ có một cái phần chi tiết về cái này. Thì buổi hôm nay cái video này thì Linh muốn nói cho chúng ta tổng quan và cái lộ trình của chúng ta. Đấy, thì sau cái buổi này đó thì ví dụ như chúng ta đã có những cái sản phẩm ok được ngay lúc đó rồi thì chúng ta sẽ cùng với nhau. Còn nếu mà trong trường hợp chúng ta cần suy nghĩ thì chúng ta sẽ có suy nghĩ trong khoảng 1-2 buổi, đúng không? Sau đó chúng ta sẽ gặp với nhau. Thì khi mà chúng ta đã xong cái phần mà định hướng nó rõ ràng về con đường của mình rồi đó thì bắt đầu chúng ta sẽ đi vào học phần đầu tiên. Đó là chúng ta thực hành về cái việc mà chúng ta làm bài quảng cáo. Bởi vì cái một lộ trình mà chúng ta kinh doanh ở trên online ấy, thì Linh có tất cả là 6 cái bước. Bước đầu tiên đó là về sản phẩm. Thì trong cái buổi mà chúng ta định hướng đây thì anh chị cũng sẽ chia sẻ cho Linh là cái sản phẩm mà chúng ta sẽ làm phễu để mà chúng ta bán đầu tiên, để mà tiếp cận với thị trường, mà cái mà để chúng ta định vị trên thị trường đó là sản phẩm gì thì chúng ta sẽ làm cái này. Đấy. Còn thường thì Linh sẽ, bởi vì khi mà chúng ta kinh doanh online ấy, thì bước đầu tiên đó là chúng ta phải gọi là chọn được cái sản phẩm. Đó, thì buổi này chúng ta sẽ làm rõ ở đây. Sau đó thì chúng ta sẽ đi vào cái bước thứ hai, đó là chúng ta làm những cái bài quảng cáo. Đó, những bài quảng cáo thì ở cái buổi đó là cái bước thứ hai. Bước thứ ba thì đó là Linh sẽ hướng dẫn chúng ta về chạy quảng cáo, và bước thứ tư đó là về bài bán hàng. Đó, và bước thứ năm đó là chúng ta xây một cái team bán lẻ, đúng không? Và bước thứ sáu đó là chúng ta nhân bản cái hệ thống này. Thì đó là tất cả là 6 bước để mà chúng ta kinh doanh ở trên online. Thì 6 buổi này chúng ta, cái lộ trình mà Linh sẽ code cùng với anh chị ấy, là gồm có sau khi mà phần định hướng này xong thì Linh sẽ có khoảng 2 giờ đồng hồ để hướng dẫn cho anh chị chúng ta làm các loại video quảng cáo để mà chúng ta bán được hàng ở trên internet. Sau đó thì khi mà chúng ta có 2 tiếng này xong thì chúng ta sẽ có 1 tuần để chúng ta thực hành. Thì Linh sẽ đưa cái quy trình các bước, lộ trình các bước và những cái biểu mẫu để anh chị chúng ta thực hành theo cái biểu mẫu này để chúng ta làm video về quảng cáo. Sau khi mà chúng ta làm cái này và chúng ta thực hành 1 tuần, chúng ta sẽ quay rồi chúng ta dựng rồi chúng ta làm hết tất cả để mà chúng ta hoàn thiện về bài quảng cáo này. Nên là trong tuần này anh chị chúng ta cần phải làm một điều, đó chúng ta phải thực hành gần như mỗi ngày, chúng ta đều phải thực hành liên tục liên tục liên tục liên tục. Bởi vì cái việc mà code ấy, có nghĩa là chúng ta phải tập trung vào, chúng ta hành động để chúng ta làm và chúng ta tạo ra kết quả luôn. Nên là trong tuần này chúng ta cần phải có thời gian để chúng ta, một ngày ít nhất chúng ta phải có được là khoảng 4 giờ đồng hồ để mà chúng ta thực hành, chúng ta làm. Đó là cái thời gian tối thiểu mà chúng ta phải có được. Còn tốt nhất đó là chúng ta có 8 tiếng trở lên là hay nhất, bởi vì lúc đó là chúng ta áp dụng vào chính công việc của anh chị luôn. Nên là Linh sẽ hướng dẫn trên chính công việc của anh chị, nên chúng ta thực hành luôn nha anh chị. Việc thứ hai, sau khi mà chúng ta đã có những video quảng cáo rồi thì chúng ta sẽ làm một cái bước kế tiếp, đó là chúng ta chạy quảng cáo. Đấy, chạy quảng cáo nha anh chị. Chúng ta sẽ làm một cái bước, đó là bước về chạy quảng cáo. Thì cái việc mà chúng ta chạy quảng cáo này đó thì chúng ta sẽ Linh có khoảng 120 phút để hướng dẫn chúng ta về việc mà chạy quảng cáo. Thì sau đó chúng ta sẽ có 1 tuần để chúng ta thực hành. Đấy, chúng ta sẽ có 1 tuần để chúng ta thực hành. Và ở cái phần mà chạy quảng cáo này thì thường là Linh sẽ hướng dẫn để chúng ta hiểu về cái quy tắc của nó, nhưng sau đó chúng ta sẽ thuê tài khoản hoặc là chúng ta thuê một cái người khác để chạy. Bởi vì cái phần này là chiếm ít sự hiệu quả nhất nhưng nó lại mất nhiều thời gian nhất. Nhưng chúng ta, trước khi mà chúng ta thuê thì chúng ta cũng cần phải hiểu, chúng ta hiểu về nó, sau đó chúng ta mới thuê mới đúng được. Lúc đó chúng ta biết ai làm tốt và ai làm không tốt. Thì sau đó đến phần mà bán hàng. Bán hàng thì Linh sẽ có 120 phút để ngồi hướng dẫn và chia sẻ chúng ta về cái cách mà chúng ta bán hàng, kịch bản bán hàng, kịch bản chăm sóc khách hàng. Thì ở phần này là Linh sẽ chia sẻ cho chúng ta một cách đầy đủ. Sau đó chúng ta sẽ có 1 tuần để chúng ta thực hành. 1 tuần để chúng ta thực hành về cái bài bán hàng này. Linh sẽ có những cái phần mà giả lập cùng với anh chị, hay là chúng ta xử lý trên những khách hàng thực tế của anh chị. Sau đó đấy thì chúng ta gửi những cái bài bán hàng và Linh sẽ sửa trực tiếp cái trên cái bài bán hàng cho anh chị luôn, để chúng ta gia tăng cái hiệu quả chúng ta bán hàng lên. Ok anh chị. Rồi, và bước kế tiếp nữa đó là chúng ta xây team. Lúc này chúng ta xây dựng một cái team bán lẻ. Team bán lẻ thì ở đây chúng ta chỉ cần một người làm về content, 4 người làm sale và còn lại là chúng ta thuê ngoài được. Ok anh chị. Thì Linh sẽ có 120 phút để hướng dẫn chúng ta từ cái chúng ta sẽ tuyển người sale như thế nào, rồi cái quy trình tuyển ra sao,
rồi chúng ta xây dựng văn hóa của một team và tiêu chí trả lương trả thưởng cho họ như thế nào. Thì Linh sẽ hướng dẫn cho chúng ta cách để chúng ta xây dựng một cái team này. Và bước cuối cùng đó là khi mà chúng ta đã có một team bán lẻ hiệu quả rồi, chúng ta nhân bản cái hệ thống này để chúng ta cái scale cái hệ thống của chúng ta lên trên một cái diện lớn hơn, chúng ta bán được ở cái doanh số cao hơn và chúng ta có thể là có mình hay không có mình thì cái hệ thống nó vẫn hoạt động. Thì Linh sẽ có 120 phút để thực hành, để hướng dẫn chúng ta, và sau đó chúng ta thực hành để chúng ta nhân bản cái mô hình đầu tiên. Thì đó là cái lộ trình 6 bước để mà chúng ta trong quá trình mà chúng ta học và thực hành. Thì chúng ta mất khoảng 1 tháng rưỡi đầu tiên, gần như là ngày nào chúng ta cũng làm việc với nhau. Đấy, gần như vậy, thường là tối thiểu cũng phải là có 2 buổi, một buổi là 120 phút này và sau đó chúng ta có một buổi thực hành. Nhưng trong quá trình mà chúng ta học, chúng ta làm ấy, chúng ta có những khúc mắc thì chúng ta vẫn hỏi và Linh sẽ trả lời trực tiếp cùng với anh chị luôn ngay trong ngày để chúng ta thực hành một cách hiệu quả. Sau đó thì chúng ta sẽ có một cái phần đó là code trong 11 tháng kế tiếp. Thực ra khoảng 11 tháng kế tiếp ấy, thì như vậy trong 11 tháng kế tiếp này ấy, thì chúng ta mỗi tuần ấy, thì gặp một lần để sửa và cải thiện hệ thống bán hàng trong thời gian khoảng 60 đến 120 phút. Đó, thì đó là chúng ta, đây là cái lộ trình mà chúng ta học và chúng ta làm cùng với nhau. Thì với cái course này đấy, thì mục tiêu đầu tiên đó là sẽ dựa trên cái doanh số hay là dựa trên cái thu nhập hiện tại chúng ta đang có, thì chúng ta sẽ cùng có thiết lập cho mình một cái mục tiêu để mà chúng ta tăng trưởng về cái lợi nhuận của chúng ta trong một năm này, làm sao để tăng lên gấp 2, gấp 3. Thì tùy vào cái thu nhập của mình hiện tại đang là bao nhiêu, hay là với cái sản phẩm mình có làm được hay không. Nếu không thì chúng ta cần phải đóng gói lại sản phẩm như thế nào, thì chúng ta sẽ làm việc với nhau rất rõ ở trong cái buổi mà chúng ta định hướng cùng với nhau. Ok, cảm ơn anh chị nhé. Thì đó là cái lộ trình để chúng ta học nguyên cái chương trình về Rich People Business Course là 11, đây là chương trình 11. Ok anh chị, rồi cảm ơn anh chị rất nhiều.